Chào quý vị đến với chương trình Cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, trong suốt 3 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, cảng biển luôn có mặt trong nhóm các trụ cột kinh tế của tỉnh. Đặc biệt khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định phát huy tinh thần tự lực tự cường, khai thác tối đa nội lực, các nguồn lực và thành phần kinh tế trên địa bàn, kiên trì định hướng phát triển kinh tế đa ngành, không chỉ phụ thuộc vào dầu khí, cảng biển được xem là trụ cột kinh tế mới, là nội lực thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. Chiến lược phát triển này của Bà Rịa Vũng Tàu một lần nữa khẳng định là đúng đắn tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 53 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vừa diễn ra. Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2010-2015, xác định một trong những mục tiêu tổng quát phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 là phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại vào năm 2015. Đại hội đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn tiếp theo là phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch. Đến Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề ra mục tiêu tổng quát tiếp tục phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Là một trong những trụ cột kinh tế, cảng biển trong 15 năm qua đã được quan tâm đầu tư từ trung ương đến địa phương. Do đó, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu đã không ngừng phát triển và có nhiều thành công vượt bậc. Trong đó, hệ thống cảng Cái Mép Thị Giải, cụm cảng chính của Bà Rịa Vũng Tàu từng bước trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, hệ thống cảng Cái Mép Thị Giải đã có những đóng góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Bình quân mỗi năm, cụm cảng Cái Mép Thị Giải đã đóng góp vào ngân sách 12.000 tỷ đồng, đồng thời tạo đà cho nhiều ngành nghề khác phát triển. Trong quy hoạch và phân cấp cảng biển được chính phủ phê duyệt và công bố, hệ thống cảng Cái Mép Thị Giải là một trong hai cảng đặc biệt. Về thực tế đang được hoạt động, năm 2021, Ngân hàng Thế giới và hãng tin tài chính S&P Global Market Intelligence công bố, cụm cảng Cái Mép được xếp thứ hạng 11 trên tổng số 370 cảng container hoạt động tốt nhất toàn cầu. Với kết quả này, cụm cảng Cái Mép vượt lên trên các cảng lớn trong khu vực của Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông và Malaysia. Trong số hơn 200 quốc gia lớn nhỏ, không nhiều quốc gia có điều kiện phát triển cảng biển, nhất là cảng nước sâu như Cái Mép Thị Giải. Vì vậy, kinh tế cảng biển của Bà Rịa Vũng Tàu thực sự là ưu thế số 1 ở khu vực Đông Nam Bộ. Ưu thế này đã được lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành trung ương khẳng định trong các chuyến công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng ta đi hướng này cũng là cái chỗ mà thế mạnh so sánh của chúng ta, và đặc biệt là không chỉ như công chí đã nêu, không chỉ là cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, mà đây là khu vực mà có thể nói là đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước và liên quan quốc tế, đặc biệt là kết nối với miền Tây với những cái sản lượng hàng hóa nông nghiệp rất lớn, và kết nối cả Campuchia và nhiều nước khác. Nếu chúng ta làm tốt cái dịch vụ cảng ở Bà Rịa Vũng Tàu, thì chúng ta muốn nói chuyên đề ở cái chỗ là như thế, đóng góp vị trí quan trọng cho phát triển các tỉnh Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ hay là các tỉnh khác phát triển được chính là nhờ có cảng. Không có cảng không ai đầu tư, không có cảng không có sân bay, không có dịch vụ thiết yếu không ai đầu tư làm gì chúng ta. Thế mạnh này chúng ta luôn luôn suy nghĩ và phát huy liên tục nó trong nhiều nhiệm kỳ tới. Với một cái tỉnh mà có 52 cảng biển thì chắc là cả đất nước này chỉ có Bà Rịa Vũng Tàu thôi, mà chúng ta đã có 24 cái cảng đưa vào cái hoạt động với cái chiều dài là 17 km, với cái công suất là 252 triệu tấn. Chỉ phải nói đây là coi là một cái tiềm năng rất là lớn. Thứ hai nữa là về vị trí địa lý ấy, thì Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta cách
sân bay Long Thành có 70 cây thôi. Nhưng mà nếu mà địa giới hành chính thì chỉ cách 20 cây thôi. Nhưng 70 cây là đến trung tâm, đến cả. Cho nên phải nói là rất là thuận lợi để chúng ta phát triển công nghiệp, bám vào kể cả công nghiệp, công nghệ cao, bám vào gói cổ là sân bay và gói bám vào cảng biển để hoạt động. Và công nghệ cao như là điện tử thì báo cáo anh chí là phải có sân bay quốc tế thì gói cổ là mới phát triển được. Phát huy tiềm năng thế mạnh của cảng biển, thời gian qua Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng được đầu tư hạ tầng cảng và giao thông kết nối. Hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng kết nối đã và đang được triển khai như thi công xây dựng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đường liên cảng Cái Mép Thị Chải. Các tuyến đường như tuyến vành đai 4, trục Đông Tây số 1, trục Đông Tây số 2, đường nối Long Sơn Cái Mép cũng được đưa vào quy hoạch để phục vụ cho sự phát triển đồng bộ cảng biển, dịch vụ logistics ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cầu Phước An, cái cầu mang sứ mệnh kết nối cảng biển Cái Mép Thị Chải với đường cao tốc phía Nam cũng sẽ khởi công vào tháng 9 tới. Tôi đang phấn đấu đúng theo tiến độ đã cam kết với lãnh đạo của Ủy ban tỉnh, đó là quý 3 năm 2022 sẽ khởi công dự án. Dự án này có tính kết nối với lại toàn bộ hệ thống cảng biển nhóm 5, kết nối giữa Bà Rịa Vũng Tàu với Đồng Nai, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Do vậy, lãnh đạo của hai tỉnh và các bộ ngành trung ương đang rất tập trung bố trí vốn cũng như là thúc đẩy để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đặc biệt, ngày 16 tháng 6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Dự án có tổng chiều dài 53,7 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 17.837 tỷ đồng. Đây là dự án giao thông quan trọng trong kết nối vùng và phát triển kinh tế của các tỉnh khu vực phía Nam, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng của cụm cảng biển Cái Mép Thị Chải. Trong tương lai, sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ, tạo động lực tăng trưởng mới và xây dựng một nền kinh tế xung quanh sân bay mạnh mẽ và bền vững. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng triển khai lập đề án phát triển dịch vụ logistics qua từng giai đoạn, với điểm nhấn là hình thành mạng lưới cơ sở hạ tầng kết nối, các trung tâm phân phối hàng hóa tập trung ngay sau hệ thống cảng, tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác cảng biển và dịch vụ logistics. Hiện nay đã có 20 dự án kho bãi logistics đi vào hoạt động với tổng cái diện tích là chiếm đất khoảng 224 hectare. Để phục vụ cho cái việc thu gom và lưu chứa hàng hóa, phục vụ cho các nhà máy trong các khu công nghiệp. Hiện nay thì cái trung tâm logistics Cái Mép Hạ cũng đã hoàn thành cái công tác quy hoạch 1/2000. Đây là một cái cơ sở pháp lý để là lựa chọn cái nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư xây dựng kết nối Bà Rịa Vũng Tàu vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 53 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh trong phát biểu kết luận hội nghị đã nhấn mạnh đến tinh thần chung được thống nhất cao của Bà Rịa Vũng Tàu trong theo đuổi liên kết vùng với tư duy mới. Thứ nhất, nhìn nhận thị trường 18 triệu dân Đông Nam Bộ với thu nhập sức mua cao nhất nước và quy mô kinh tế, quy mô sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại là tài nguyên cơ hội để chia sẻ. Thứ hai, lĩnh vực dịch vụ tài chính thương mại cần trở thành trụ cột kinh tế mới. Trong cơ cấu kinh tế thương mại dịch vụ là một trong ba nhóm ngành căn bản để đánh giá: công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, nông lâm ngư nghiệp. Từ trước đến nay, với nền kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu, hai lĩnh vực thuộc nhóm ngành thương mại dịch vụ gồm cảng biển và du lịch luôn được coi là trụ cột. Việc xác định trụ cột là cách để huy động tối đa nguồn lực, làm cho trụ cột phát triển một cách đầy và đủ, tránh việc phân bổ nguồn lực mất cân đối vào những lĩnh vực mà Bà Rịa Vũng Tàu không thực sự có thế mạnh. Rõ ràng, sự cất cánh của trụ cột kinh tế mới, cảng biển, chính là khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong suốt nhiều năm qua.
Đó cũng là kết quả sự quan tâm của chính phủ, các bộ ngành trung ương trong việc đầu tư, giải quyết những khó khăn vướng mắc trên lĩnh vực cảng biển của Bà Rịa Vũng Tàu.